Tử vi về ngày 23 tháng 11 âm lịch Giáp Dần. Xin chào quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, mỗi buổi sáng thức dậy, mọi người chắc hẳn đều muốn biết rằng ngày hôm nay của mình sẽ diễn ra như thế nào. Công việc, sức khỏe, vận trình có tốt hay không? Để giải đáp những thắc mắc đó, ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin giới thiệu đến quý anh chị chương trình luận giải tử vi cát hôm cho ngày 23 tháng 11 âm lịch với sự tư vấn, luận giải từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy Tâm Linh Việt. Anh chị hãy theo dõi để biết vận hạn của mình trong ngày hôm nay để đón nhận những lời khuyên giúp cho việc định hướng và lên kế hoạch ngày hôm nay trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Tổng quan về ngày 23 tháng 11 âm lịch. Ngày 23 tháng 11 âm lịch còn gọi là ngày 23 tháng 11 năm Canh Tý. Ngày này sẽ có nạp giáp là ngày Giáp Dần. Ngày này có nạp âm là Đại Khê Thủy, tức là nước khe lớn, do Dần và thân chính xung, giáp Dương Mộc khắc Mậu Dương Thổ. Canh Dương Kim khắc giáp Dương Mộc, đây gọi là thiên khắc địa xung, nên dẫn tới ngày này đặc biệt xấu đối với các tuổi Canh Thân sinh năm 1980 và Mậu Thân sinh năm 1968. Tổng quan tử vi 12 con giáp trong ngày 23 tháng 11 âm lịch. Tuổi Tý, Tý Dương Thủy gặp giáp Dương Mộc là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí, nên trong ngày này các gia chủ tuổi Tý nên hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi việc. Ngày hôm nay, tuổi Tý có hai cát tinh là Mã tinh và Phúc tinh chiếu mệnh, nên có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Tuổi Tý trong năm nay còn phải trực thái tuế nên cần hết sức chú ý về vấn đề thị phi trong công việc và sự nghiệp. Chính vì thế, quý anh chị nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn để hóa giải những xui xẻo thị phi bủa vây và giúp cho con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc được hanh thông, thuận lợi. Tuổi Sửu, Sửu âm thổ gặp giáp Dương Mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Ngày này có các tinh thiên ất quý nhân đóng mệnh, là ngôi sao may mắn trong mệnh, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Ngày này sẽ gặp được những người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống, đem lại sự may mắn, sang giàu cho gia chủ. Cần chú ý ngày này có kiếp sát chiếu mệnh, đây là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Hơn nữa, tuổi Sửu năm nay vì gặp phải thái tuế lục hợp và nhiều các tinh khắc chiếu nên vận thế tổng thể thì vô cùng có lợi. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, người tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội và nên sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để chiêu quý nhân cát lành, đem lại may mắn cho bản mệnh, chủ giải thị phi. Tuổi Dần, Dần Dương Mộc gặp giáp Dương Mộc là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này cũng có hai cát thần là Phúc Tinh và Thiên Lộc sáng chiếu tới bản mệnh của những gia chủ tuổi Dần, nên có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng sẽ cần chú ý cẩn trọng, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Trong năm Canh Tý, người tuổi Dần gặp thái tuế tương sinh, hơn nữa lại cùng quan ấn tương sinh, sức mạnh đột nhiên tăng, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp, cần nắm bắt cơ hội này để phát triển bản thân và công việc. Người tuổi Dần năm nay nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, sử dụng tam giác địa chi trong phong thủy để đem lại sự may mắn, tài lộc, tăng cường vận khí và chiêu mời quý nhân trợ giúp cho gia chủ. Tuổi Mão, Mão âm mộc gặp giáp Dương Mộc là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Mão trong ngày hôm nay nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Ngoài ra, cũng cần chú ý ngày này có hung tinh, kình dương chủ về tai họa, thương tật, nên gia chủ tuổi Mão cần chú ý ngay những lời mời gọi, nhờ vả liên quan đến việc phạm pháp, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Hơn nữa, tuổi Mão năm nay cùng với thái tuế Tý, Thủy hình thành Tý Mão vô lễ chi hình,
các mặt vận thế sẽ có nhiều thay đổi. Năm nay bị ảnh hưởng bởi hình thái tuế và sao lục hại. Đối với quan hệ xã hội, sự nghiệp hay đường tình duyên của những người tuổi Mão sẽ gặp nhiều bất lợi. Nên sử dụng vòng tam giác khai vận Hợi, Mão, Mùi để gặp hung, hóa cát, chiêu quý nhân, tài lộc, tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp giáp dương mộc là thất sát, thiên quan. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Thìn nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Ngày giáp Thìn, các gia chủ tuổi Thìn có Kim Dư và Mã Tinh là các tinh chiếu mệnh, là xe hoa lệ, là phú quý, sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Mùi. Tuy vậy, bản mệnh cần mềm mại, hòa nhã trong các mối quan hệ để đạt được những thành quả trong công việc. Hơn nữa, những người tuổi Thìn rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những người tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân để tận dụng cơ hội, để người tuổi Thìn cần sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Tỵ, Tỵ âm hỏa gặp giáp dương mộc là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Tỵ, nếu có cơ hội tốt cần phải nắm bắt sẽ có tài lộc. Ngày này có hai cát thần là Văn Xương và Thái Cực chiếu đến bản mệnh, đem những may mắn cho gia chủ. Văn Xương quý nhân là cát tinh chủ về việc học hành, thi cử, nên ngày hôm nay rất thuận lợi cho việc thi cử, đạt được những thành tích cao, công danh hanh thông. Tuổi Tỵ cũng cần chú ý vì có hung thần kiếp sát chiếu mệnh. Đây là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ. Người tuổi Tỵ gặp năm 2020 Canh Tý, thiên can lưu niên, canh kim là thiên tài tinh của Tỵ, thái tuế Tý, thủy là chính quan của Tỵ, cho nên tài quan của người tuổi Tỵ năm nay lương vượng, sự nghiệp cầu tài đều sẽ có cơ hội phát triển tương đối tốt. Khuyên người tuổi Tỵ sử dụng vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu, hóa giải hung họa, chiêu quý nhân, người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Tuổi Ngọ, Ngọ dung hỏa cập giáp dương mộc là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Ngọ nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Bên cạnh đó còn có các tinh thái cực chiếu mệnh, đây là ngôi sao chủ về thông minh, hàm học. Trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội, thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ còn vận phải xung thái tuế, năm nay sẽ là một năm rất vất vả, vận hạn xấu nhất trong 12 con giáp. Nhiều lo lắng, ít niềm vui, sóng gió triền miên. Thái tuế Tý, thủy là thiên quan tinh của tuổi Ngọ, cẩn thận những kẻ tiểu nhân công kích và tránh những rắc rối thị phi. Chính vì vậy năm nay, người tuổi Ngọ cần sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất, chiêu quý nhân, tài lộc, hóa giải thị phi cho bản thân. Tuổi Mùi, Mùi âm hỏa cập giáp dương mộc là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, cần chú ý tới lời ăn, tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Ngày này có thiên ất quý nhân đóng mệnh là ngôi sao may mắn trong mệnh. Nếu có ngôi sao này trong mệnh, sẽ có được tinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Ngày này sẽ gặp được những người giúp đỡ trong công việc, cuộc sống, đem lại sự may mắn, sang giàu cho gia chủ. Tuổi Thân, Thân dương kim gặp giáp dương mộc là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong những ngày này, có những gia chủ tuổi Thân sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp, tiến triển tốt, nhưng vẫn trong vấn đề tình cảm, tình duyên, không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Bên cạnh đó có các tinh mạng tinh. Mã chỉ động là tướng bôn ba nên tứ trụ của Mã là người hiếu động, thích đi đâu đó. Sò Mã là bị hợp thì có cũng như không, bị xung sẽ phải bôn ba. Đặc biệt năm 2020, thái tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của những người tuổi Thân. Vận thế tổng thể coi như không tệ nhưng cũng không nên quá lạc quan. Người tuổi Thân năm 2020 nên sử dụng vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn có tác dụng tăng cường vận khí, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho các gia chủ thuộc bộ tuổi Thân, Tý, Thìn, tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp giáp dương mộc là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dậu cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng sẽ cần chú ý nhiều về vấn đề sức khỏe của mình. Do ngày này có nạp âm là hỏa nên cần chú ý nhiều về vấn đề các bệnh tật liên quan tới đường hô hấp. Bên cạnh đó còn có kiếp sát đóng mệnh, đây là hung thần gây ảnh hưởng lớn tới tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ.
Ngoài ra tuổi Dậu rơi vào năm Canh Tý 2020, do Dậu Kim tương phá với địa chi lưu niên của năm là Tý Thủy nên còn gọi là phá thái tuế, vận thế năm nay ảm đạm có nhiều biến động. Tuy nhiên, điều quan trọng là vững tinh thần, trách nhiệm trong công việc, lấy may giải hung. Khuyên gia chủ tuổi Dậu nên sử dụng vòng tam giác khai vận, Tỵ, Dậu, Sửu, cầu công việc hanh thông, mọi điều may mắn. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp giáp Dương Mộc là thất sát, thiên quan. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Tuất nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Trong ngày này xuất hiện các thần quốc ấn giáng chiếu, thần sát này chủ về quan vận nên những gia chủ tuổi Tuất nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Bên cạnh đó, vận trình trong năm 2020 của tuổi Tuất có rất nhiều khởi sắc, sự nghiệp và tài vận có bước nâng lên đáng ngưỡng mộ, cường độ và áp lực của công việc cùng tồn tại để ngăn chặn sự làm việc quá sức về thể chất và tinh thần. Cần phải chú ý đến sự kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi, điều chỉnh vừa phải, thái độ thoải mái và lạc quan đối với cuộc sống. Gia chủ tuổi Tuất nên sử dụng vòng tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để chiêu quý nhân, đem lại may mắn, tài lộc trong cả năm. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp giáp Dương Mộc là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Hợi trong ngày này, cần cẩn trọng hết mức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Hơn nữa, những người sinh năm Hợi và năm Canh Tý 2020 gặp lưu niên thiên can, canh kim là thiện ấn tinh, thiện ấn chủ về áp lực và phiền não có liên quan đến học hành, thi cử. Lưu liên thái tuế là kiếp tài tinh, cũng có ý là tranh đoạt, vì vậy mà trong năm nay gặp nhiều chuyện không như ý, bản mệnh nên chọn cho mình vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi thuận lợi hơn trong ngày hôm nay, tránh xa đứng những thị phi không đáng có, tinh thần lạc quan và vui vẻ. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn ngày 23 tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức của chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc được thuận lợi, suôn sẻ. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại!